Rồi. Ờ, biết sao lưng quay qua. Phớp. Đó. Giao không? Ừ. Đó. Xong rồi cái Nãy giờ ngồi bàn kiếm xe máy rồi, không quay gì. lên Chán quá. vậy. Đấy. Em làm gì? Tự nhiên có hai thằng tiểu yêu nhào lại lấy cổng dây chuyền. Biết sao không? Lấy cổng không. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế lần này. Lần nãy ờ uống vô uống vô uống vô hết luôn đang ăn mà quay cái dây à sẽ chấm gà sẽ chấm gà quay chấm gà Đấy, chân ra, nó biến lại. Anh đi qua đây luôn. Chậm à, em đang nhìn em đang nhìn. Anh đi quá chậm. Anh kêu em đi chậm. Ok, ok. Ok, ok, ok. Mày cẩn thận cái gì vậy? Đi rồi xin, cẩn thận cái gì vậy? Nghe tiếng gì không? Tiếng về gì không? Thôi, cái đầu này á. Phải đứng hình. Đứng. Này ba. Ủa, đây là cô dê á hả? Ủa tới gì anh hỏi gì à? Ủa, đây là cô dê á hả? Chào hết tư. Không, để em nói cái này nữa, chào. Đây là bà dê hả? Rồi bà biết nói tiếng người đâu mà nói chuyện. Chào hết tư. Biết nói tiếng người luôn kìa. Ủa mà tôi nói gì qua mà em? Anh nói gì? 1 2 3. Mà dê hả? Ủa mà nói gì qua mày ta? Mọi người à, chuẩn bị mình quýnh anh Vũ nha mọi người. Ủa biết nói tiếng người thiệt luôn kìa. Ủa mà sao biết pháp sư mà chào? Thì em cứ nói đi. Ê, tôi hai ba. Bà dê hả? Ăn cỏ không? Quên đây đâu phải cỏ. Ủa mà bà dê, bà làm gì quên nữa rồi? Bà kêu bé bé. Trời ơi, có sao không mẹ dê? Chào con gái, chào mẹ tôi đi em. Biết lâu rồi mới gặp con. Mày quay qua bên đây thấy chưa? Cái giọng nó cũng không có rồi mới gặp được con. Ôi trời, không có sao đâu. Mà ví dụ nó cười anh nhịn được rồi thì thấy này trên đây giật giật đầu luôn. 1 2 3. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Quay đây. Không. Ba. Chào mẹ tôi đi em. Một, hai, tiếng ba đi cười. 2 3. Chào mẹ tôi đi em. Này ba. Chào mẹ tôi đi em. 1 Em mệt mỏi quá. 1 Bắt cười em mất. Bắt cười em mất. Chị mất rồi kìa. Chị mất rồi kìa. Quay. Cây. Cười lại. Anh cười. Ôi trời. Ôi hoài vậy. Anh nhìn em cười. Em nhìn em cười. Trời.
Trời. Tại gì vậy trời? Trên cái gì? Rồi được rồi. Thoại. Sao nói Sơn? Ủa, nói gì đâu? Dạ nói nghĩa gì nói đi. Dạ ví dụ dạ rồi dạ chó rồi. Chó không? Gan chó. Em con này coi nó đi nó con gì? Con chó xin lao cho anh em nhé. Con chó này cái bạn, chó của em Vũ nè. Đó. Nè, đó. Rồi, bạn vẽ mà tôi quên luôn miễn gốc luôn á. Bạn hay quá. Bạn hay quá trời. Không, nó thằng Trâm á, thằng Trâm bạn hay quá vậy rồi. 2, 3. Ôi, mà đậu khiếu ngay luôn. Đậu hay quá, trẻ ghê quá. Trời ơi. Tôi mà cái vẽ xấu quá. Mày nói vậy xấu. Đúng mày á. Thôi nó chơi giả rồi. Chơi ra. Hai sáu Sơn La chào anh em nhá. Chơi ra. Bên kia nữa kìa. Ừ. Còn bên kia. À, pháp sư vừa mới làm một hành động rất là ga lăng cho cha gà các bạn. Họ bị cha gà đá vô cuốn họng mấy cái. Em muốn cũng được cột dây dài. Dài á. Còn cả lúc dạ. Còn lúc trừ đá cuốn họng mới xanh nữa bạn. Em ơi các bạn mình ngồi từ ngày qua ngày hôm nay chưa quay. Ờ okay. Quay 2, 3. Nói gì đi, mỗi tay. Lỡ lúc khỏe, nãy giờ không quay đài, canh lúc diễn viên mệt mà kêu diễn viên nói hậu trường các bạn. Thì mệt mới nói. Lấy dầu chà, chém lên chà gà. Chém cameraman. Chém lên mềm. Đây chém khán giả. Chém cameraman kiếm vậy thôi. Hello. 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 Đây là mới chích vaccine thôi các bạn. Tin đi châm. Hello các bạn. Mình ngồi từ hôm qua đến giờ mà chưa có cảnh nào quay. Cười nha. Hai sáu Sơn La chào anh em nha. Một, hai, ba. Mắc cười quá. Thì không khí nó nghiêm túc quá đáng nữa. Ủa dồi ôi, nghiêm túc không được à. 2, 3. Lại. Anh muốn há hay sao anh há? Thử nghĩa mất miếng rồi được. 1. Cười xuống miếng lên. Đứa cười nhỏ. Mày ăn nào. Bây giờ cút này làm gì quên rồi. Biến bóp. 1, 2, 3. Mày là thằng nào?
quanh đây rồi. Cái này. Giả nó anh. Tao tao kiếm chỗ giả không biết giả đâu. Giả. Nhẹ nhẹ chân. Nhẹ cái chân. Nhẹ cái nè. Anh đang phơi nắng đó. Cái chân nè. Đụng mày không đụng, dám đụng đến trẻ trâu siêu cấp hả mày? Xong mèo con. Mày dính lại trẻ trâu thôi không á, tao sợ mày. Tóm người ta đâu mọc mọc nè. Nó vừa bỏ cái xuống. Nó vừa bỏ cái xuống. Bùm. Thằng nhóc é. Hôm nay mày đã nhận một bài học. Nói. Đã xong hết luôn hả? Sao em vậy? Hậu trưởng hả? Gì vậy? Vậy thôi được rồi.